Ông nào may mắn lấy được vợ có ba đặc điểm này, nghèo đến mấy số phận cũng phải giàu, tay trắng làm lên sự nghiệp. Phụ nữ được xem là một người có vai trò quan trọng trong bầu không khí của một gia đình. Kiểu phụ nữ chăm chỉ, biết chăm chút cho cuộc sống gia đình, là người biết suy nghĩ tích cực, giỏi ứng biến, biết đối nhân xử thế, là những mẫu vợ lý tưởng trong mắt của đàn ông. Nhờ có hậu phương vững chắc, họ có thể từ tay trắng xây nên cơ nghiệp cho mình. 1. Không những biết hy sinh mà còn biết giữ chính kiến. Có rất nhiều người phụ nữ dại ở chỗ là sẵn sàng bỏ đi sự nghiệp, sở thích cá nhân của mình để trở thành một người vợ chỉ biết lo toan cho chồng, cho con, cho gia đình. Điều này vốn dĩ khiến cho phụ nữ đánh mất đi quyền được sống là chính mình. Cả đời chỉ thích lo lo, chăm chăm làm hài lòng chồng. Vô hình dung, họ tự biến mình trở thành gánh nặng mà người chồng phải gồng gánh thêm. Bởi vì thế, cho nên phụ nữ khôn ngoan là sẵn sàng hỗ trợ sự nghiệp cho chồng, nhưng mà cũng phải có chủ kiến, có cái sự phán đoán của mình. Là vợ thì phải trở thành sự giúp đỡ, chứ không phải là gánh nặng, phiền toái cho chồng. Người phụ nữ vượng phu cần phải có tầm nhìn xa, trông rộng. Người có đủ kiến thức thì mới có thể giúp cho đàn ông vượt qua sương mù trong giai đoạn khó khăn. Dám ở bên chồng mình khi khó khăn, gửi gắm cho chồng mình những động lực thì mới có thể giúp cho anh ta trở thành một người đàn ông thành công được. Phần lớn các cặp vợ chồng hạnh phúc dài lâu, họ dài lâu được là vì ngay cả trong cuộc sống họ vẫn có thể ai làm việc người nấy. Có nghĩa là cũng có những chuyện tự bản thân giải quyết chứ không lôi đối phương vào. Đương nhiên những chuyện lớn hoặc là những chuyện cần phải có hai người bàn bạc quyết định thì họ mới đem ra nói. Chứ chuyện mà có thể tự giải quyết được dễ dàng thì nên tự giải quyết, chứ đừng có nheo nhéo suốt ngày. Đàn ông họ thích phụ nữ hiểu được nguyên tắc như vậy. Thứ hai, phụ nữ giữ được nội tâm vững vàng. Chẳng có một ai có thể dễ dàng đạt tới thành công mà lại không trải qua sóng gió hay là trả giá một điều gì. Phụ nữ muốn ở bên chồng, giúp đỡ cho chồng thì nhất định phải có nội tâm vững vàng. Mềm mỏng nhưng mà nhiều lúc cũng phải cứng rắn. Phụ nữ giống như một đóa hoa mềm, đáng yêu nhưng mà yếu ớt, chẳng chịu nổi mưa gió thì khó mà trở thành kiểu phụ nữ vượng phu. Ngược lại, nếu như bạn có nội tâm mạnh mẽ, không có sợ khó khăn, biết tỉnh táo đối mặt thì phụ nữ ấy mới có khả năng giúp chồng mình tốt nhất. Điều mà đàn ông cần ở một người phụ nữ không phải là tướng mạo hay là ngoại hình xinh đẹp, mà cô ấy cần phải có hiểu biết, cần phải có đủ niềm tin để giúp cho chồng được thành công. Không có một người đàn ông nào lại muốn bạn gái hay là vợ của mình suốt ngày thì ủ rũ, sầu muộn. Vì thế, hãy thường xuyên mỉm cười, suy nghĩ lạc quan lên hỡi các cô gái. Đó chính là một trong những điều quan trọng để quyến rũ được bất kỳ một chàng trai nào. Thứ ba, không chỉ chăm lo cho người khác mà còn biết chăm sóc, nâng niu chính mình. Phụ nữ được xem là một người đóng vai trò quan trọng trong bầu không khí của gia đình. Một người phụ nữ luôn tích cực, biết tiến thủ, chủ động tin tưởng thì cho dù gia đình đó có rơi vào hoàn cảnh như thế nào cũng không sao. Để giúp cho gia đình được hưng vượng thì lúc nào phụ nữ cũng phải hiểu rằng muốn đem vượng về cho người khác thì phải biết vượng cho mình trước. Cuộc sống này
phụ thuộc vào sự nỗ lực của bản thân. Cho nên phải luôn học tập và làm việc chăm chỉ, dù trong bất kỳ một hoàn cảnh nào. Không một vẻ đẹp nào có thể sánh với vẻ đẹp của trí thức. Phụ nữ mà càng có trí tuệ, lại càng hiểu lý lẽ, thì lại vàng vô cùng quyến rũ trong mắt của đàn ông. Đó là một sức hút lâu bền mà ngoại hình, dung mạo không thể nào sánh bằng. Cổ nhân tiết lộ ba kiểu người làm giàu trong gia đình: đối xử với họ càng tốt, nhà càng giàu có. Bạn sẽ rất bất ngờ khi biết được ba kiểu người làm giàu cho chính gia đình trong quan niệm của người xưa sau đây. Đây là một trong những bí mật được rất ít người truyền lại để con người ngày nay xem xét và học hỏi. 1. Tổ tiên. Một trong những người làm giàu cho chính gia đình của bạn, đó chính là tổ tiên của chúng ta. Cổ nhân nhắc tới điều này không có thừa một chút nào. Bởi vì sau khi thừa nhận vai trò của tổ tiên trong việc tích lũy tài sản, thì bạn cần phải có ý thức của bản thân cũng là một mắt xích trong đó. Người mà cũng góp phần trong việc bảo vệ và tiếp nối tài sản do tổ tiên mình để lại. Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà là con, là cháu cần phải lưu tâm. Nhiều người có thể cười đùa rằng tên đó may mắn thừa kế tài sản chứ tài cán cái gì. Thế nhưng để duy trì cái sự giàu có đó cũng không hề dễ là dễ dàng gì. Thuyền to thì sóng ắt sẽ lớn. Có nhiều tiền trong tay thì vấn đề cũng to tương ứng như thế. Chỉ có người thực sự tài giỏi mới có thể giữ gìn, bảo vệ, phát triển của cải trong gia đình. Vậy cho nên, nếu may mắn được thừa hưởng một gia cản kích xù từ tổ tiên mang lại, đây là một điều họ xứng đáng được hưởng, giúp cho một người đã có điểm xuất phát tốt, có điều kiện để mở rộng tiền đồ, là một điều chẳng có gì xấu hổ hay e thẹn. Chính tổ tiên của chúng ta, những người mà đi trước, cũng đã từng có những xuất phát điểm rất thấp. Họ cố gắng tu dưỡng về đạo đức, chăm chỉ về làm ăn, tích lũy tiền bạc theo thời gian, xây dựng cho tiếng tăm cho gia đình, dòng họ, để cho con cháu của mình có thể thừa hưởng, tiếp nối sự nghiệp vẻ vang là điều đáng quý. Hưởng phúc từ tổ tiên, có được tiền bạc, của cải hay là sự giàu có từ họ là một điều tốt đẹp mà những người được xem là con, là cháu xứng đáng được hưởng. Một gia đình nếu muốn thoát khỏi cảnh nghèo đói, hoàn cảnh khó khăn thì cần phải bắt đầu từ tổ tiên của họ. Nếu tổ tiên tu dưỡng đạo đức, phấn đấu chăm chỉ, làm gương cho con cái noi theo thì mới có cơ hội giàu nhiều đời. Báo đáp lại điều đó, con cháu sẽ thể hiện lòng biết ơn của mình đối với tổ tiên, không chỉ ở sự tôn kính, thờ phụng cha mẹ, ông bà tổ tiên, mà còn phải biết cách đảm bảo an toàn cho tài sản mà mình được thừa hưởng ấy. Nếu may mắn có được tài sản ấy, hãy luôn biết cách lập kế hoạch dài hạn cho tài sản của mình, của ông cha mình để lại. Khi có tiền thì không khung phí, mà sẽ tìm hướng vừa đảm bảo duy trì, mặt khác lại có thể đầu tư xoay vòng đồng tiền để tiền đẻ ra tiền, chứ không dồn hết vào thứ tiêu sản đánh bóng bản thân một cách vô nghĩa. Thứ hai, người vợ. Cổ nhân nhắc tới người vợ là người làm giàu cho chính gia đình chứ không phải là đàn ông. Bởi vì từ bao lâu nay, phụ nữ người ta ví như là một tay hòm chìa khóa cho gia đình. Phụ nữ lớn lên với một thông điệp xã hội khác với nam giới. Họ được giáo dục để trở nên tốt đẹp hơn là giàu có. Đàn ông, họ thường tiêu tiền cho việc xã giao bên ngoài để có mối quan hệ, sử dụng tiền bạc để giữ thứ bậc, giữ đẳng cấp trong xã hội,
họ thường có xu hướng chi tiền cho bản thân nhiều hơn. Tuy nhiên hầu hết phụ nữ thì lại dùng tiền để mà chăm sóc người khác, lo cho tương lai của bản thân, con cái. Họ không thiết đãi nhiều người mà họ thấy không cần thiết. Đàn ông nên là một người tập trung kiếm tiền, còn việc cân đối tiền nong trong nhà nên là một người phụ nữ. Việc quản lý gia đình, chăm sóc con cái, quản lý và chi tiêu tiền bạc trong gia đình không hề là một việc dễ dàng. Mọi thứ cần đòi hỏi phải cụ thể, chi tiết mà đàn ông nào cũng không thể nào kham nổi. Ví dụ như, đàn ông có tiền trong tay, nghĩ ngay tới việc mua điện thoại mới, mua laptop mới, mua máy ảnh kỹ thuật số, vân vân. Trong khi đó, phụ nữ nếu mà có tiền trong tay, họ sẽ cân đối ra thành từng khoản. Ví dụ như, một phần để tiền ăn, một phần tiền điện, tiền nước, vân vân. Nhờ cái kiểu tư duy chi tiết mà gia đình, chồng con mới được no đủ cả tháng, cả năm. Tuy nhiên, cũng khá nhiều trường hợp khi mà chồng giao hết tiền cho vợ, thì cô ta mua sắm, chi tiêu hết, thậm chí còn sinh ra nợ nần. Thế cho nên, là phụ nữ thì phải học cách kiểm soát về tiền bạc, học các kỹ năng về tiền, không được xem nhẹ. Có như thế mới được chồng tin tưởng là tay hòm chìa khóa cho cả gia đình. Ví dụ như, phải biết phân phối tiền mỗi tháng gồm những khoản nào. Một phần chi tiêu cố định, một phần chi tiêu đột xuất và có quỹ vì tương lai. Đừng quên tích lũy cho tương lai, dù hiện tại có đang tiêu xài không hết đi chăng nữa. Cuộc sống này thay đổi không ngừng, không có biết ngày mai rồi sẽ ra sao. Thế cho nên người xưa dạy, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Ăn bữa nay thì phải nhớ tới bữa mai. Thế cho nên, tốt hơn hết theo người xưa thì vẫn là phụ nữ là người giữ tiền và tìm cách làm giàu bền vững cho gia đình. Nhưng mà nếu vợ mà không cáng đáng nổi thì chồng phải nên phụ trách. Ngay khi gặp gia đình thì các đôi cần phải trò chuyện cởi mở, thẳng thắn với nhau về việc quản lý tài chính, cần phải lên kế hoạch thu chi, vạch ra mục tiêu tài chính trong từng giai đoạn. Hơn nữa, dù là vợ hay chồng là người giữ tiền thì người kia cũng cần phải quan tâm và biết rõ khoản thu chi để góp ý phát hiện sớm các vấn đề không ổn, tìm cách khắc phục kịp thời. Thứ ba, con cái. Người xưa nhận định con cái cũng là người làm giàu cho chính gia đình, không có nghĩa là chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào cuộc sống của mình và chúng. Trong khi bản thân con cũng có những gánh nặng của tuổi trẻ, của gia đình, của mình ở trong tương lai. Ở đây, chúng ta có thể tạm hiểu là phúc đức có nhiều hay không còn phụ thuộc nhiều vào cách dạy con, cái của mình. Những năm cuối đời, chúng ta thường nhìn vào con để mà sống tiếp, bao gồm cả khía cạnh tài chính lẫn tinh thần. Vậy cho nên, vui hay buồn, tuổi già bị phụ thuộc vào vận trình của con lúc đó đang vui, đang đi lên hay là đi xuống. Trong khi đó, tương lai của con trẻ thì lại phụ thuộc vào cách mà chúng ta nuôi dạy con từ nhỏ. Thế cho nên, hãy thận trọng trong việc dạy dỗ con trẻ trong khoảng thời gian đang ở trong vòng tay chúng ta. Phải hiểu một điều rằng, nếu một đứa nhỏ sinh ra trong gia đình giàu có và được hưởng một khối cả làng kích xù do cha mẹ để lại, thì thường không hiểu được khó khăn vất vả là gì. Không có biết được kiếm tiền nó vất vả cực khổ thế nào. Do vậy, họ không biết trân quý đồng tiền và tiêu tiền không tiếc tay, mua sắm đủ thứ, đến khi cần tiền thì túi đã cạn. Đó chưa kể là có những đứa trẻ lại còn phá tan sự nghiệp của gia đình tích lũy trong nhiều năm, không biết quý trọng giá trị của đồng tiền thì cuối đời sẽ sống trong cảnh túng thiếu.